Rồi chào anh em, sáng nay mình giao được một em 7.2 về Lâm Đồng Đà Lạt đó anh em. Buộc ngang vô luôn hả chị? Buộc xích xích tới chút. Rồi. 72 gọng mét 2 nha anh em. Xong buộc mà sao? Chạy thôi như mấy 84 rồi buộc sao.